này sâu đấy anh ạ. Đào bình thường chắc khó ăn nó đấy. Nó mẩy trắng, anh cẩn thận nha, có con nó vẫn ở đấy đấy, ngay đấy. Nó bị đốt được pha rồi. Chưa biết tay rồi vẫn. Ngay đằng sau mặt làng các bạn. Ông Dư Đông Bắc xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại đuổi một cái ổ ong đất đây. Mấy anh đi trước bằng đường bên kia rồi. Mình đang đi ngang đường này. Đây như là một cái nền nhà thì phải. Ong đất này bắt ong ong mật ở cái làng này mọi người nhá. Ra em đây. Ngay đấy anh. Bắt ong mật ở làng. Ui chào. Mình đi tắt còn các anh ấy cũng đi một cái đường khác. Nói chung là tổ này đón hơi sương các bạn. Nó bay theo dải thấp quá nên là khó tìm. Anh ở đâu ấy? Ong gì mà làm tổ ngay góc góc làng. Bay cũng khá đông các bạn. Mình nhòm đón đường thấy. Thấy không anh Đảng ơi? Thấy không? Chưa thấy à? Thấy nó cắm vào chưa? Thấy nó cắm vào đấy chưa? À. Nó chỉ ngay trước mặt mình thôi các bạn. Khó nhìn đấy. Ở đây toàn là cánh đồng như này thì chưa biết là đi hướng nào đây. Rậm Nhìn bằng mắt thường thì có lẽ ở bên kia kìa. Úi chà. Đây là hai con bò. Ôi à. Con này nó húc đấy các bác nhá. Chú nữa là thấy rồi phải không? Nó chỉ có hai đầu thôi mà, một nếu không ở đầu trong thì phải ở đầu ngoài. Đây tắt xuống tận dưới kìa. Tắt cái chi dưới rồi nhưng mà thứ rất quá đấy các bác ơi. Đây đúng cái ngọn lát đây thôi. Thế là ngay trên bãi ngô à? Ở trên chỗ kia bác kia. Bãi khá đông đấy nhưng mà không biết là tổ to hay không đâu. Ở nền này thì em nghĩ không lớn được. Bây giờ con nhảy lên kìa. Vâng. Ông đi buồn cười nhỉ. Đấy, úi giời. Vào ác đây anh ơi. Đây bắt ong khoái ở tận nhà ngay gần nhà ông anh. Tối nay chắc bắt lâu lắm rồi phải không anh? Nó bắt ong mật xung quanh đây lâu lắm rồi nhỉ. Úi giời ơi, chủ có cuốc luôn rồi các bạn. Rồi. Tiện quá. Tiện quá luôn cái này cũng mà. Vào đá xanh còn lấy được. Lúc nãy là anh Đảng là lúc nãy anh đánh tổ đoàn nào nhỉ? Nãy đánh tổ ba cân mấy kia? À rồi tràn tròn kìa. À. Ngay đây anh. Ôi trời ơi. Ui 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 ui. Ui ui tổ đấy. Ngay đây. Ngay. Ngay đây, ngay góc làng. Con này em đéo chơi nữa. Ngay gần chỗ anh kia luôn đấy anh ạ. Cẩn thận đấy. Ngay cậy dưới chân anh xuống ấy. Ôi rồi ơi, ngay góc làng. À, ông. Úi, tí nó còn đâm vào cả đầu ấy. Anh thử xem sân nhiều đất không anh?
Long Giang xem sân nhiều đất không? xem đáng đấy. Thôi anh ơi đừng có làm bụp 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 là ăn trưởng đấy. Anh đảng rồi, hôm nay là chừa rồi. Anh ngó xem là nó đủ nhiều đất chưa? Anh thử ngó xem nào. Giảm âm nhờ. Ngay góc làng luôn. Sao anh? Nhiều anh? Hả? Thấy tiếng máy gần đây các bạn. Đây hôm nọ họ phát đây, nếu mà họ cố tình họ phát vào một chút nữa là ăn ngay đấy. Ngay bãi ngô lên. Ngay bãi ngô lên một tẹo thôi. Nên là anh em mình bắt buộc là phải có ni lông này các bạn. Là anh em mình sẽ cho cuối quân vào đây. Cho quân vào để tránh những tình trạng mà những người đi sau, ví dụ đi ngang qua đây rất là nguy hiểm. Nên cái bộ áo này bắt thì rất an toàn luôn mọi người nhé. Một cái là nó thoát được mồ hôi. Nó không phải là cái bạt bí. Có cuốc rồi, đây phải lấy cuốc anh ạ. Đây. Quả cuốc này thì thoải mái rồi. Cái này thì thoải mái cuốc. Đấy, cầm hai cái bóng và cái quả cuốc này đây. Bên này anh ơi. Lấy cái bóng lên để quân trước anh chứ. Có anh. Còn anh đốt ủng hết chưa? Hả? Liên ủng chưa à? Liên mà. Liên ủng này cũng có cái lợi nhưng mà cũng có cái hại các bạn. Anh em mình tiếp cận nó từ đằng sau. Nó là gốc đây này. Anh em mở cái túi với. Mở một túi nhờ. Đây túi nó mở này. Trong làng. Úi dồi ôi, nó vào cái lỗ mối anh ạ. Anh ơi, cầm hộ em một bên với. Đi nhá. Quên nó ra bây giờ quá. Ui sầu đây anh ạ. Không biết là ở đoạn nào ấy. Và lỗ mối. Tôi có đôi khi đây này. Quần nó ra này coi. Và giờ dao luôn. Anh nhấc cao lên một tí mới được. Nhấc cao đoạn gốc này anh ơi. Chụp nó ra này các bạn. Ui nó tràn nhiều rồi. Nhiều rồi, nó quân đông nhá, bởi vì là nó gần như là rất khó phát triển ở cái nền này, nền đất này là khó phát triển này. Lên nhúc này. Cái quân này thì nó không không ảnh hưởng gì các bác nhé, nó chỉ là con chú á. Con này nó đẻ chú rồi. Nó bắt đầu đẻ chú thôi. Đã ít anh nhỉ? Đỡ bầu bao nhiêu này? Còn này sâu đấy anh ạ. Đào bình thường chắc khó ăn nó đấy. Đào ăn rồi đấy.
khả năng đường đấy nhờ. Anh nhấc cao cao đợi kia, anh đợi đợi cho em nhé, để em nhấc cao nhé. Không biết được ấy anh ạ, này chỉ có đào thôi. Lượng đất này ước chừng chỉ tầm 4 kg thôi mọi người. Đây là cái cuốc rất là chắc chắn luôn rồi. Đi ngang à? Thì có khi đi vào chân mình đấy anh nhờ. Ngay đấy rồi. Phải chống quá. Dạ. Phải chống. Cứng lắm. Thank you.
Còn sâu đấy. Cứ thoải mái vạt anh ạ. Sờ đến chưa? Bên này ở đâu anh? À, tới giữa cái tròn mà rõ cái ổ muối nhở. Cái quân này một lúc sau nó sẽ bám xuống các bạn, sẽ bám xuống dưới sát đất. Bây giờ hiện tại thì con vẫn đang ở cao thì nó chưa mệt, con chưa mệt. Ui, nó vào cổ đấy, vào cổ. À đây, đến cuống rồi thôi. Cổ ở dưới. Cổ lên dưới không anh? Được rồi, thò cổ ra kia rồi. Có thể đào rộng ra. Nhưng chỗ này toàn đất đấy nhá. Xung quanh đây là đá nhưng mà chỗ này là đất. Nó ngay dưới tay này anh. Ở tận trong ấy chưa? Bảo. Ở tận trong ấy. Cái này sắp không phải chứ. Tôi đến xem nào. Đây rồi. À, chưa phải đây. Nhưng vào tận trong nữa thoải mái đào anh ạ. Đấy là cái vỏ đó đấy đó. Ờ, cái vỏ đó đấy thôi. Vỏ nó đấy nhưng mà thổ nó ở trong. Ờ. Thoải mái đào từ trên này tầng này xuống nữa. Sao đấy? Ôi ôi, thủng găng rồi. Găng tay thủng rồi. Ôi ôi. Bị rồi các bạn. Đào được không anh? Đang rất là đau các bạn. Cứ để em xem nào. Anh lùi ra nào. Nguyên nhân rất là đơn giản đấy các bạn, không cẩn thận là sơ suất là sẽ bị ngay.
vào cái tổ mối luôn, làm thẳng trong tổ mối luôn. Đến tầng ở ngay đây rồi. Kí kí dễ cây anh ạ. Anh có cẩu được cái chỗ này đi không? Đây á? Ờ. Được. Đau lắm không anh? Hả? Chắc bình thường nhờ. Ừ. Các bác là nếu mà xuyên găng tay ấy thì cũng rất là đau với bình thường ấy. Nhưng mà về cái sức chịu ong khoái thì ông anh mình hiệp chịu kinh khủng luôn. Ong đất thì vẫn cứ thoải mái nhưng mà nhờ. Nói chung là cố chịu được. Trên găng tay thì nó sẽ vào khoảng tầm độ 60% lượng nọc độc vào. Chính cái đất này lại cứng ấy nhỉ? Cứng phải đất mối như kiểu ai? Cái mối nó như mối nó kết vào nữa. Con nó mệt rồi các bạn. Đang cậy nốt chỗ anh này là ra được rồi. Mối vẫn ở nhờ. À toàn đất mối thôi. Khả năng lật được chưa anh? Chọc bên nóc tủ là biết ngay. Anh thử bắt nào. Cầu đấy nhá. Cầu cầu đấy. Em đi từ đã. Có anh ô. Không phải cơi góc này đi một tí nữa thì mới đào được. Lấy được. Cá to đấy, em nâng ở trong ấy. Đây à? Đấy, anh ạ, cẩu luôn cái chỗ đấy đi. Đào như đào rúi các bạn. May mà ông anh mình sức khỏe có. Trèo cây thì cũng rất là hăng, toàn trèo bo. Chỗ đấy không cần đâu anh ơi. Bới đất đi một cái là múc lên được.
các bác thấy cái nền đất này, cái nền đá này nó như kiểu là còn thành đá luôn, cái ổ của con mối, cái này con của chúa của nó thì phải. Vét đất xung quanh đi là anh em mình có thể lấy được rồi. Lấy được anh nhờ? Anh ạ? Bò mò sao đây anh? Hả? Bi à? Một châm sau đầu á. Chát bát cái đầu á. To phết đấy anh. To đấy. Thức phải 7-8 cân các bác. Mồi trắng này. Đây cái tầng này để lại cho đây. Để ông nó tụ này các bác nhá. Anh ơi đỡ em nhá, để em cuốn cái tầng này nhá. Trời ơi. Chẳng âu. Đây tầng này sau này anh lên lấy là còn có này. Lấy để ăn thôi. Mà để như này thì ông nó vẫn hở rồi nhá. Đấy. Mình để như kia kìa. Cái hố các bác nhìn cái hố to chưa? Nhìn thích anh nhờ? Ừ. Cậu đây được. Được không? Quá được. Quá đẹp luôn. Nhìn ở những cái chỗ này là cái chỗ cuống tủ nó nên là nó sẽ không có nhiều bằng cái mặt bên này. Đây mọi người thấy thêm cái mặt bên này. Đây này. Đấy. Mặt bên này mặt trắng hết này. Đẹp long lanh. Anh vô cho quân nó ra với. Hả? Anh nhấc tủ anh vô cho quân nó ra hết đây để em. Đập vào đây. Đập vào cái nóc này cho quân ra hết. Long anh di chuyển luôn đi, anh đi luôn đi. Em cầm cuốc cho. À con dao dưới chân anh ấy. Anh ơi, là đi lên trên này thôi. Đi lên trên này ngang qua thôi. Quân theo khá là ít rồi. Anh em mình đang trải xuống theo con đường xuống làng đây. Có bên này anh ơi. À đây, anh đang đẩy vật vợ rồi. Ờ, yên tâm. Vâng, vâng. Được rồi, để anh em bắt cho nhau đã. Chắc nổi trên áo em nhiều hơn, áo anh từ từ nhá.
À, anh không có rồi. Anh xem của em ấy, của em chắc là khá nhiều. Bên trong này quân cũng còn rất nhiều mọi người này. Nay anh còn thế sao? Em xem nách này. Đấy. Hết rồi. Anh áo nhanh. Hết rồi, bịt ra kia xong rồi cởi đây. Cũng được, cũng được, cũng được. Nào, cũng phải về. Phải bước vào đây cho cầm đây cho lấy. Rồi, vén tinh đẩy đi, vén tinh đẩy. Đây là xuôi theo đúng cái con đường lên nhé mọi người nhé. Lớn thì cũng không phải lớn đâu anh nhỉ, nhưng được cái nó nặng thôi. Ừ. Nó nặng vì nó mẩy quá, nó mẩy trắng. Anh cẩn thận nha, có con nó vẫn ở đấy đấy. Ngay đấy. Chưa biết tay rồi vẫn. Vẫn còn vẫn còn hàng lắm. Được khác nữa. Có. Giờ mình bế anh ạ. Cứ túm cái kia, anh mình bế dưới này này.